Vâng ạ, xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình Vững tờ lá chắn vui ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, một chương trình để chúng ta có thể nhận được rất nhiều những sự tư vấn của các kỹ sư đến từ Thaco. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau những tâm tư, đời sống của các tài xế đang lao dịch trên đường quý vị nhé. Và Xuân Hào muốn cảm ơn tổ đoàn Thaco đã tài trợ và đồng hành chương trình. Thaco phát triển cùng đất nước. Vâng, thưa quý vị, chương trình lúc này thì đang được livestream trực tiếp trên fanpage là Vững tay lái truyền niềm vui. Quý vị thính giả có thể tương tác chương trình qua đây ạ. Ngoài ra thì chương trình đang phát triển cái ứng dụng là Radio To. Quý vị có thể là tải cái ứng dụng này trên các kho ứng dụng của điện thoại và chúng ta sẽ tương tác và giao lưu chương trình được dễ hơn và rất nhiều những tiện ích sẽ có trên cái ứng dụng này. Và thưa quý vị, mỗi chương trình sẽ có sự đồng hành của các kỹ sư đến từ Thaco. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón kỹ sư Trần Việt Văn. Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái radio cassette của hãng Aiwa. Model này có tên mã là ES225. Một cái radio cassette với kiểu dáng kinh điển. Dòng stereo sở hữu hai cái củ toàn giải hai bên. Và củ toàn giải cũng tương đối là khá khẩm. 10 cm màng giấy gân có tẩm dầu. Em có tháo ra kiểm tra và thấy hai cái củ toàn giải này khá đẹp đấy các bác. Chất âm của con đài này rất trong, rất rõ, nghe cực kỳ thánh thót. Các bác có thể thấy nó khoe ở đây là 5W. Ý nó nói là một loa phát hết công suất có thể lên đến 5W cho một bên loa này. Với một cái đài mà lên đến 5W là cũng ghê gớm đấy, chứ không phải là tầm phào đâu các bác. Là một cái radio cassette cấu hình mẫu mực thì nó sẽ bao gồm một cái cửa băng cassette nằm ở vị trí trung tâm và có khay đĩa CD nằm ở phía trên. Đài zin chất bãi, nguyên đài cam, chưa sử dụng tại Việt Nam. Một cái ưu thế của con đài này đó là nó có FM 108, đúng chuẩn lăn tay dò sóng. Khi đã là FM full tần số thì chúng ta có thể nghe đủ các đài từ trung ương đến địa phương. Ngoài ra thì nó còn có sóng chung, sóng AM nữa. Đây là chiếc áp volume và ngay bên cạnh cái chiếc áp nhỏ hơn là chiếc áp thanh trầm. Đây là cái công tắc để gạt thay đổi các chế độ. Đây là cái nút ấn vào gọi là bật tắt chế độ quy súp rau. Đây là cái công tắc gạt sang bên tay trái là nghe FM dạng mono, gạt sang bên phải là nghe FM dạng stereo. Đây là chuyển đổi băng sóng. Tóm lại, đây là một cái radio rất thân thiện với nhóm khách hàng cao tuổi đang cần một cái radio để nghe hàng ngày và cần một cái thứ gì đấy nó thân thiện, dễ sử dụng và độ tin cậy cao, thì chắc chắn nó đây rồi. Chia sẻ thêm với anh một chút xíu nữa, đó là hàng năm ấy thì là cứ chiều 30 Tết thì Hà Nội vắng lặng luôn, vì mọi người về quê rất là nhiều. Hà Nội vắng lắm và cánh bậc. Bây giờ em sẽ test một đoạn băng cassette. Nói chung là em test thôi chứ em không bao chạy. Em test để cho các bác thấy là băng cassette nó vẫn quay. Còn các bác biết rồi, qua 5 tháng nếu muốn ngon ấy thì phải thay dây cô loa. Em thì bán đài thật nhưng mà không bao giờ có dây cô loa để thay. Em thử tua cái coi. Vẫn tua được. Như vậy là băng cassette vẫn chạy tốt. Đây, đầu từ đây, bánh tì đây. Nói tóm lại là zin bãi.
Em chẳng có đụng chạm gì, chỉ có tháo ra để vệ sinh thôi. Con đài này nó có một cái gam màu khá là tươi sáng, với cái tông chủ đạo là màu nhũ, kết hợp với hai cái e-căng lưới thép phía trước màu màu nhũ xám. Giờ chúng ta sẽ test đến khoản đĩa CD nhỉ. Khi em tháo cái đài này ra, em thấy nó sử dụng cơ mắt 213. Mà cái mắt 213 thì các bác biết rồi, nó vô cùng dễ kiếm. Đã. Giờ chúng ta test một đoạn CD. Cái hệ thống đèn LED báo của nó chỉ có một số thôi. Cái đĩa này có 12 bài, nó không báo được số 1 thì nó thêm cái dấu chấm bên trên này. Ý nó bảo là cái đĩa này 12 bài. Đấy, cái coi. Như vậy là đĩa CD vẫn chạy, nhưng em cũng cứ coi như là nó không chạy. Em bán cái đài này với tư cách của một cái radio FM 108. Đĩa CD và băng tết nó chạy được là may, mà nó không chạy được thì nó cũng không phải là cái yếu tố để em tính vào giá thành của cái đài này. Vì em bán nó với tư cách của một cái radio. Nó sử dụng điện 100V và nó được sản xuất vào năm 1999. Ngoài cái vấn đề sử dụng điện 100V thì nó còn cho phép lắp 8 quả pin dòng pin C. Em nghĩ là chắc cũng không có bác nào muốn đi tìm pin C để lắp vào đây 8 quả. Do vậy là chủ đạo là chúng ta sẽ sử dụng nguồn AC 100V để sử dụng con đài này. Đài zin tuyệt đối, em chỉ có tháo ra vệ sinh thôi nha. Đợt này shop em đang tạm thời hết mất cái thể loại dây nguồn. Do vậy là bác nào mua con đài này thì tự mua dây nguồn nha. Chúng ta có thể là chăm sóc xe nó tốt hơn rồi nhé. Vâng, hôm nay chúng ta đề cập đến vấn đề là chúng ta rửa xe. Vậy thì thưa anh, nói về rửa xe thì nó cũng từ đơn giản thôi, nhưng mà rửa cái xe ô tô như thế nào cho nó đúng kỹ thuật ấy, mà không ai đến xe thì thì hôm nay mong anh Trần Đại Văn chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm ạ. Vâng, chính xác thì anh thế nào đang muốn làm cái test. Dạ. Thì đặc biệt là cái dịp Tết này thì đúng là nếu mà mình dồn con này mà để nghe radio thì bá cháy, kêu to, trong, rõ. Em bán con đài Iva này với giá 500.000 đồng, miễn mặc cả. Giá này là quá bèo rồi các bác. 500.000, em không ship COD và không bao ship. Bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.
xe mình vừa an toàn và vừa sạch đẹp. Thì tôi nghĩ đây là một quy trình rất là hay. Thành theo tôi á, thì khi mà chúng ta rửa xe thì nó giống như các vật dụng khác thôi. Cái đầu tiên chúng ta phải tắm nước để cho nó rã các cái bụi bẩn á. Sau đó chúng ta mới xịt bằng cái vòi nước cao áp.